được triển khai theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên hiện nay dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh tại quận Liên Chiểu qua nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Vướng mắc của dự án nằm ở khâu mặt bằng vẫn đang được tập trung tháo gỡ. Để dự án sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho giao thông đi lại của người dân, mới đây phường Hòa Minh và các ngành liên quan của quận Liên Chiểu tiếp tục tổ chức đoàn đến từng hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để tuyên truyền vận động. Hộ gia đình này trong diện thu hồi hơn 20m² đất để mở rộng đường. Kiên trì vận động, hôm nay gia đình đã đồng ý bàn giao. Giải tỏa mặt bằng thì tôi chấp nhận, tôi đồng ý hết tất cả rồi. Bây giờ tôi cũng ký giấy tờ xong xuôi rồi. Mình cũng mong là cái tuyến đường xanh sạch đẹp. Cho coi như là bà con đi cho của phải trời mưa trời gió phải khổ. Dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh có chiều dài 1 km, trong đó giai đoạn 1 có chiều dài 400m. Với tổng số 73 hồ sơ giải tỏa đều đã bàn giao mặt bằng và thi công hoàn thành. Giai đoạn 2 có chiều dài 600m liên quan 77 hồ sơ và hiện còn vướng 9 trường hợp chưa bàn giao, ảnh hưởng đến việc thi công. Chính hộ gia đình chưa đồng thuận cái chủ trương nhà nước dân cùng làm. Trong đó thì có trường hợp là đề nghị là đền bù tiền đất. Có trường hợp là làm nhà trên đất nông nghiệp. Nếu mà bàn giao mặt bằng thì không có nơi ở nào khác. Vì làm nhà trên đất nông nghiệp theo quy định của thành phố thì không bố trí tái định cư. Trong thời gian qua thì Ủy ban nhân phường cũng phối hợp với ban giải phóng mặt bằng, rồi đảng ủy, mặt trận, các đoàn thể cũng tổ chức nhiều buổi đối thoại, vận động để các hộ dân là bàn giao mặt bằng cái dự án này để đảm bảo cái tuyến đường nó được thông thoáng, sạch sẽ. Dự án tuyến đường Nguyễn Như Hạnh có tổng vốn đầu tư hơn 37 tỷ đồng. Tuyến đường đến nay chỉ còn một đoạn ngắn này. Thế nhưng suốt thời gian dài chưa thể thi công do vướng mặt bằng, khiến việc giao thông đi lại của người dân cả khu vực gặp khó khăn, luôn trong tình cảnh nắng bụi, mưa bùn.